theo quan niệm dân gian Việt Nam từ xưa, con không biết định kiến phụ nữ trong thời gian hành kinh thì không nên đến những nơi linh thiêng như đền chùa miếu đã hình thành như thế nào. Điều này khiến chị em phụ nữ mặc cảm về bản thân không được sạch sẽ khi đến chùa lạy Phật hoặc khi thực hiện những hoạt động nghiêm trang liên quan đến Phật pháp, như nghe pháp ngồi thiền. Đức Phật có từng thuyết điều gì liên quan? tới vấn đề phụ nữ trong thời gian này chưa à, mong sư chia sẻ thêm để các chị em phụ nữ không còn cảm giác mặc cảm bất và bất bình đẳng khi hướng về điều này theo trong tạng luật ấy, thì không có chỗ nào cấm các vị tỳ kheo ni à, khi mà đến à, tháng à, không được thực hành pháp hoặc là không được đến gặp đức thế tôn hoặc là không được uh, làm thực hiện bất kỳ một cái gì liên quan đến việc tu học không hề có cho nên quý vị không cần phải lo cái chuyện uh, quan niệm của dân gian thì đó là chuyện của dân gian Nha. ngay cả uh, nếu như quý vị đọc trong tặng luật những vấn đề nhạy cảm được đức thế tôn đề cập và được quy định rất là rõ ràng và sư chỉ có thể nói một cách đơn giản là quý vị không phải lo về chuyện đó còn nếu như mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì vui lòng đọc và tặng luật phân tích giới của tỳ kheo ni cũng như trong đại phẩm tiểu phẩm nha chứ còn sư là một vị tỳ kheo tăng mà sư <laughs> nói quá nhiều nó không có nên thêm một vấn đề nữa à, đó là cái chuyện mà buộc dây chân thì cái này ở bên Bắc truyền sư cũng không biết là nó có từ thời nào nhưng sư dám khẳng định là trong Phật giáo không có bởi vì sao bởi vì vào thời Đức Phật á người dân Ấn Độ lẫn tăng ni đều à, cái y nội ấy, có hình dáng giống như là cái xà rông bây giờ, tức là nó nó không có ống mà không có ống như vậy buộc cái kiểu gì và cái quần á được phát minh vào sau khi sau khi đức đạo Phật xuất hiện và xuất hiện lần đầu ở Trung Quốc. Cái mục đích của cái quần á, ban đầu á là để bảo vệ cái chân là từ cái cái chân lên đến cái đầu gối à, để chống lạnh. Cho nên ban đầu cái quần á nó không có đáy, nó chỉ là hai cái ống thôi và ở trên thì nó buộc dây, nó chỉ hai, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ban đầu nó là vật để bảo vệ cái chân, giúp cho cái chân không bị lạnh á. Và sau này à, dần dần phát triển mới tới cái chuyện là quần có đáy. Thành ra cái hồi mà cái quần mới được phát triển, mới được phát minh ra đó quý vị có buộc nó cũng vậy à tại nó đâu có đáy đâu cho nên là cái chuyện mà gọi là buộc dây chân á là sau này mình chế ra chứ còn bản thân nó không có à. thành ra là quý vị không cần phải mặc cảm rồi bất bình đẳng khi hướng về phật chuyện đó không cần phải lo